quay bằng cánh kèo đó. Thanh Liêm xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay vô nhà bà Thanh Liêm đi qua nhà bà Hai là mẹ ruột của anh Kiểm á. Quay thì bằng cũng mới tới cô chú anh chị ơi. Thì gia đình ở đây cũng là được nhà tình nghĩa, được quỹ thiện tâm nhà tình nghĩa tập đoàn Vingroup tặng à. Quay bà đi, yeah. Quay vòng. Giờ quay bà Hai ha. Ơi quay bà Hai. Kêu bà Hai mà đó chứ không đưa lên thì chị Tăng chỉ biết gửi tiền. Dạ. Ừ, làm bớt mơ khùng tính ăn cơm ăn nước rồi tao lo. Con chào bà Hai ha. Dạ cảm ơn chú. Dạ bà Hai khỏe ha. Dạ cảm ơn. Dạ. Vô cái này là cái gì vậy? Không, bà Hai cứ để nó đi bình thường, con đang con nói chuyện thôi, không sao đâu. Dạ. Quay cho tiền không nghe. Bà Hai là mẹ anh Kiểm hả? Mẹ. Mẹ anh Kiểm mà mẹ thằng đó luôn. Dạ. Tại vì con cũng nghe về anh Kiểm hoài với mơ cũng hay kêu con vô đây quay bà Hai rồi đó. Bà Hai bắt đầu gặp hoài đó. Thì hôm nay chị tấp nghèo mà tao quay cho thịt. Cũng có cái duyên nè. Thấy không có mơ nó cũng không có làm gì ngoài nên ngủ rồi thôi hai anh em vô đây để quay phim bà Hai. Quay phim bà Hai luôn. Kêu bà lên cho hai. Cô chú anh chị người ta xem. Dạ, nói của chú tôi rất là cảm ơn. Dạ. Dù cho ở xa mặc dầu nhưng mà cái tâm của chú đã có. Dạ. Nhiệt tình tâm cô bác. Dạ. Bà Hai đây rất là kêu bà Hai năm nay nhiêu tuổi rồi bà Hai cho phép con hỏi ha. Tám mấy hả bà? Bà Hai tám mấy? Tám ba. Tám ba tám. Trời ơi mơ gần luôn. Biết bộ vô đây chơi hoài ngày nào không vậy? Dạ. Bà Hai có mấy người con? Có một con. Cái này hả ca, ở mấy con? Dạ. Một con, hai con. Có dạ. Hai con hả? Hai con trai. Phải hai con không Tân? con bà Hai bà không nhớ nữa bà. Đâu nhiều chú không? Dạ. Mình quên, chú cũng quên trong giùm mình nữa. À, tôi có một thằng. Kiểm vô đây ngồi trai đây. Ừ. Vô đây ngồi luôn nè. Đâu để ông thôi được rồi, em với mơ mới uống ở ngoài bến đò rồi, mua nước uống, hai em uống dài vô rồi. Trời ông thương mơ à. Để ông đòi đi qua đứa nay cũng. Anh Hai mơ cứ ngủ vô thăm bà Hai hoài à, nhưng mà đưa anh Tăng chị Tăng vô ủng hộ vô. Con đâu có tiền đâu. Mấy người này ta cho tiền. Có dịp vô đây quay gửi lên cho cô chú anh chị ta xem. Có ai người ta thương thì nữa ta. Vô có rồi có cho đồng xu các bạc nào không? Thì đó thì để đây con quay rồi chừng nữa cái gì ai người ta cho thì ta sẽ cho bà Hai. Ha. Dạ cảm ơn nhiều lắm đó, bởi vì tôi thân tàn ma dại mà. Tại sao bà Hai bị sao? Bây giờ dò cản đi đứng không được. Dạ. Với cái lưng nó đau. Dạ. Ừ, với khó thở. Vậy hả? Rồi hàng ngày gì bà Hai sống gì có ai chu cấp gì không? Này bây giờ có con mấy đứa con đó, ba bốn đứa đó. Là hàng ngày cho tiền bà Hai vậy ha. Nó lo tiền cho mình, nó mua thuốc, mua men này kia nọ gì đó thì nó đưa cho mình uống ăn. Dạ. À, vậy là chú có lòng vậy cũng cảm ơn chú nhiều. Dạ, thường thường là bà Hai uống thuốc gì? Uống thuốc gì Tấn? Thường ngày mẹ anh uống mua thuốc luôn gì? Anh mua luôn rồi. Biết thuốc gì đâu mua, thì giờ mình hỏi đi, đang bữa tới cái gì mình cứ xuống nữa. Ừ, anh mua. Được không? Thường ngày mẹ uống thuốc gì Tấn? Nó nói gì kìa? Dạ có thưa. Thằng này cũng con nữa nè. Dạ thưa cô chú anh chị, đây là bà Hai, mẹ của anh Kiểm nè. Kiểm lại đi Kiểm. Thấy ông nào nào chưa gặp Kiểm. Ngồi chơi. Bạn mơ thấy dữ không? Nên hoàng dấu. Nói nào thì chưa biết bạn mơ. Không mà mơ nhiệt tình lắm, không gài cứ kêu chị con hoài. Đây quay bà Hai hoài đây nè. Bà Hai nói tôi già mà không có tiền mua thuốc, mơ kêu giùm, mơ kêu vô, tôi nói kêu vô mà người ta không vô, bữa nay để ta vô từ từ. Bữa nay còn vô. Con vô thì con cũng nói chung là con quay để con gửi lên cho cộng đồng cô chú anh chị ta xem. Gửi cho tiền bà rồi ta, sau này thì nếu mà có ai người ta thương tình ta hỗ trợ thì tiếp tục nữa. Nhà không chết anh, nhà tình ha. Dạ cảm ơn. Dạ. Rồi quay chỗ khác. Dạ. Mời ngồi đi chơi đi. Em hả? Ừ. Không, để cho bà quay chứ. Vô đi ngồi nói chuyện luôn. Bố mắc cỡ hay gì? Mơ không mắc cỡ gì, tôi nào tôi để cho mẹ bà quay. Bố quay bớ đi. Dạ. Bà quay một bữa đi. Thì ngồi ở đây nói chuyện người ta mới nghe ra mà mơ em đang đeo cái mic kìa. Thôi khùng quá, để bà quay một bữa đi. Hả? Thôi. Đặng em nói chuyện với bà Hai đồ anh mới nói chuyện được. Cho mấy có vui vẻ nè. Ừ. Đâu rồi. Nhiều khi em ngồi đó bà Hai bà ngại. Không được. Em nghe không? Không. Quay ai quay rồi. Anh đi về. Khùng quá, vậy bữa nay khùng quá vậy. Bà... Sao vậy? Không. Không mệt. Sao hả? Bớt bụng không? Sao hả? Thời tiết chưa có thuận đâu. Nó là mang lên tình nữa, ừ, nữa thấy không? Vô, cho... Dạ bà Hai thì thường mơ có hay vô đây chơi không bà Hai?
Chơi mười mấy năm rồi. Lâu lắm rồi cô, chú. 17 năm. Vô đây lâu lắm rồi ha. Lâu rồi. Dạ, coi như là thỉnh thoảng là mời vô đây chơi. Vậy đó chú. 17 năm mà cũng hôm nay cũng đàng hoàng tử tế lắm mà. Đó, thấy không? Chứ không có quậy gì ha. Đâu có quậy, đâu có biết quậy, đâu quậy. Dạ. Ôi, dữ chưa? Chơi 17 năm chạy xe đạp vô chơi. Dạ hả? Thấy bà ai nghèo hoàn cảnh dẫn vô quay chơi. Vậy hả? Thì hôm nay con đến đây là cũng mơ giới thiệu con vô để con quay bà hai. Thì trước thì cũng đến đây thăm bà hai, thì cũng hỏi thăm sức khỏe bà vậy đó. Dạ, cảm ơn. Có sức khỏe ha. Dạ, cảm ơn chú. Thì chút xíu nữa thì con cũng gửi cho bà hai cũng như tiền ăn bánh rồi gì đó. Dạ. Về giúp đỉnh chứ con cũng không có giúp gì được nhiều. Nhưng mà con cũng mong là khi con ghi hình bà hai nè, con gửi lên cộng đồng thì cô chú anh chị người ta xem, nếu người ta thấy người ta thương người ta giúp thì con sẽ đến nữa. Dạ vậy đó hả? Dạ. Ha. Vậy quá quá mừng mừng quá mừng mà. Cảm mừng ơn không? Nữa. Mừng không bà hai, mừng không? Mừng quá mừng mà. Rồi bà hai mừng thì về đem nước kìa. Kìa đó, kiểm vô ngồi đi. Kiểm vô ngồi đi. Ở để cho bá quy cũng lại. Ừ. Mà để tình nó chứ kêu mình vô đây đã rồi nó làm cho mình bơ luôn chạy. Vâng. Chú này cũng có quai phong lắm liệt lắm à. Không có nói chuyện nghe được có này. Ồ. Ra không rồi. Người ta nói mà con. Người ta quay mà mình tôi đừng có nói tầm bậy tầm bạ, không có chuyện. Không có nói gì đâu. Giết chết. Em vô em lại nói chuyện coi. Bắt nó vô coi bẹp. Thằng ơi. Khi em quay nữa trời. Kìa không giờ. Thôi được rồi quay rồi cho nó vui chú ha. Đúng rồi. Thằng ơi. Từ vô xã từ đây. Ấp gì. Đúng rồi. Mệt không? Được rồi được rồi. Mời, chị chưa nói không? Ông mời không được, ông hiền. Gì hả? Ông hiền lắm đó, giới thiệu nữa đó ha. Dạ. Rồi giờ nói gì nói đi. Rồi sao bữa nay em mời xuống đây để làm cái gì? Thì em kêu xuống đây kêu anh chúng quay cho bà hai hoàn cảnh bà nghèo, bà 83 tuổi. Dạ. Dạ. Rồi bà hai có gì nữa, sao nữa? Rồi hồi nữa mình về ghé quay chỗ anh Hùng luôn. Rồi có gì nữa không? Rồi ai nữa đây? Xuống đây gặp ai nữa? Mình quay bà hai thôi chứ. Bà hai rồi ai nữa? Hết rồi, về. Sao hết? Còn với, rồi. Quay anh Hùng luôn. Còn một người nữa. Người nào nữa? Hả? Người nào? Cái người này. Nước đó. Ông Kiểm hả? Ừ. Ông Kiểm ra luôn, Kiểm ơi. Trời ơi, trời kêu mình xuống đây đã giờ. Kiểm ra kìa ông. Đó, ai là người mới rót nước đó. Thì con xuống Kiểm. Đây bữa nay thì nói chung thì mới đi Kiểm ba người. Quấn lòng nhiều, con gửi vô bà hai 200 đi. Dạ. Tiền ơi, dạng tạ. Để lấy dạng tiền tạ, chú đa tạ, dạng tạ cảm ơn. Bữa nay thì to rồi. Đồ ăn vặt với con. Dạ, gì đâu mơ. Dạ được, cảm ơn anh. Vui không? Vui. Quá ý em á. Mừng lắm, mừng luôn bạn ơi. Dạ. Đâu ai là anh Kiểm đâu, giới thiệu bà. Dạ đây là anh Kiểm nè. Hoàn cảnh nghèo. Dạ, cô chú anh có anh đời vợ mà thôi rồi anh. Đêm. Ừ. Có đời vợ thôi rồi. Ừ. Đứa con gái 25 tuổi chưa gả. Dạ. Dạ. Thì em đứng ra em gả đi. Chịu không? Anh Kiểm mở xuống đây có quậy không? Đó. Chào. Quậy bao cung cố. Nói cho nó vui mà đừng đó, đừng có nói vui. Em xuống đây là xin tiền cho mẹ anh đó. Không, xuống đây để quay mà hai thôi. Còn cảnh nghèo. Có... Hiểu không? Thấy anh nghèo. Không. Đó, không phải xuống đây mà cái gì đâu để ông khùng lắm đó em. Xuống đây là để chia sẻ. Ừ. Thì vui. Tại vì mục đích hôm nay thì cũng xuống thăm bà hai. Uống nước đi bà hai. Uống nước không anh? Là một. Cái thứ hai. Mơ đẹp đàng hoàng đó. Gặp anh Kiểm chơi. Mơ kêu đó. Anh nói giùm anh, mơ kêu. Kêu hổng gà luôn. Thật sự thì mơ kêu chứ anh có nói gì đâu. Mơ kêu anh xuống đây em mới biết xuống chứ làm sao anh biết. Kêu hổng gà luôn đó. Kêu nói mấy anh xuống giùm giúp bà hai hoàn cảnh bà nghèo bà không. Bà già mà bà đó. Không có tiền mua thuốc uống. Thì đúng rồi đó. Nói vậy đó. Kêu nãy giờ vô nói không nói. Em phải nói. Nãy giờ nói nó đỡ quá rồi. Bởi vậy em phải nói người ta mới biết được. Chứ giờ em không nói thì sao ta biết. Phải không? Rồi anh Kiểm có gì chia sẻ cho em uống không? Được rồi. Công việc hàng ngày anh Kiểm làm gì anh Kiểm? Hai cái gì nói em ơi. Vậy hả? À. Bắt cái lau nhà. Em nói lúc trước là anh Kiểm được anh, được rồi em không hút, được rồi. Được rồi. Được rồi em hút.
Em nghe nói lúc trước là anh Kiểm là cũng làm mấy cây lau nhà bán đâu anh Kiểm? Giờ còn không anh? Nghĩ rồi hết vốn à. Mở phá hết vốn của anh Kiểm anh Kiểm? Chị Hồng chỉ giúp mà giờ hết vốn rồi. Lành quá, lành tại chưa hỏi đến cô rồi trả lời trước không. Như vậy đó mới được mà vui vẻ. Dạ. Nhưng mà vui vẻ vậy không được, người ta không chịu kìa. Không để sao, không nói... sao, không sao. Ờ, không sao. Được rồi anh, được rồi anh, được rồi, em cảm ơn anh, được rồi. Tại nãy trên đường vô là em uống hết lon bò cụng rồi. Không, uống gì đâu. Quá, uống nước ngọt nhiều quá, em mới uống lắm. Anh uống, em mới uống nước ngọt lắm. Uống anh đi đi. Dạ, trên đường đi là em bao giờ không có nước suối hết trơn á. Thế rồi, nhưng mà cái tình. Rồi, ok. Rồi, anh nói vậy thì em uống. Rồi, cảm ơn anh nhiều ha, em cảm ơn ly nước này, mời cô chú anh chị luôn. Đây là ly nước ngọt của anh Kiểm mời nè. Dạ. Đó có cái nói đó là có nó dính vô chổng nữa chú. Dạ có, khi con quay gì con đưa lên là dính hết nè, nè. Vậy thôi. À, đưa về bên nước cảm... ngoài. Đưa bên tay. À, vậy chú này cũng quay phong lẫm liệt lắm chứ bộ. Dạ. Ủa bà hai bà có mang cái này không? Được rồi, nè mang, đi đó đi. Mang gì? Lành thấy ớn. Làm cái này vô đặng chi? Dạ, đặng lên đại. Đưa lên tivi, chiều dạ. Mình lên hình luôn. Còn nghe mơ nói cũng thương Kiểm lắm đó, bà hai. Ở nhà mình đây gì có ai nói chung là mơ có xuống đây nó quậy bà hai không? Không có đâu. Dạ. Bà hai cũng hổ thiệt. Nó vui vẻ lắm. Vui vẻ lắm. Không tầm bậy tầm bạ không chứ tất. Dạ. Cũng cắt lương. Bà hai mới nói thiệt mà. Có sao nói vậy à? Đúng chơi 17 18 năm đây rồi. Có sao nói vậy người ơi? Ông này thôi vợ em thôi chồng. Dạ. Hai người chưa có hợp duyên nợ. Sao hả? Không hợp. Sao không hợp anh Kiểm? Không bỏ em rồi. Không hợp là sao anh Kiểm nói anh Kiểm? Không có bồ khác rồi. Mới có 7 năm à. Đừng có... Đó, thấy không? Tôi nói mười mấy năm, ông nói 7 năm, ông thấy chổi bạn không? 15 nữa. Rồi thấy ông vô chổi đó. Hôm 2 rồi, mới 7 năm à. Mới 7 năm rồi. Mà hai người quen nhau từ dịp nào anh Kiểm? Nó chết quen rồi. 2015 đó. Đừng nói tụi bậy đấy bà. Tại mới 7 năm à. Mà hai người quen nhau từ dịp nào? Ông Hiền á, đúng. Năm 2015 đó. Dạ em hiểu rồi, nhưng mà hai người quen nhau từ cái dịp nào á? Ông đâu có biết đâu, hỏi cho nhiều ông nhiêu tuổi nữa, 70 tuổi rồi đó. Vậy hả? Anh Kiểm đâu 70, anh Kiểm trẻ mà. Anh Kiểm này nhiêu, anh Kiểm nhớ không? Năm 3 tuổi. Nghiệp ảnh hả bà? Kiểm trẻ. Ông đang thương ba mà. Dạ. Không lợi cho thận nữa. Tất cả có sao vậy hả? Có sao nói vậy người ơi, vậy mà dám nói ông Kiểm 70 hoài. Dạ đó. Dạ đâu già, ông Kiểm còn trẻ măng, đầu chưa có tóc bạc nữa già gì. Em 39 nè, ổng già nghe. Em 39 em già hơn Kiểm á. Dạ. Tại đầu em chọc lóc à. Ăn hiếp không à, ăn hiếp. Nó làm tám mà, tôi sủ mà, chứ đâu 39, tết là phải 39. Nhưng mà cái tình thương của chú này thấy cho nhà này. Nhưng mà thật sự anh gỗ, thương đó. Còn coi mơ nó cũng như em út con vậy đó. Thì khi hiểu lúc trước mình chưa có hiểu mơ nó nhiều. Còn kia bây giờ hiểu mơ thì cứ xem nó như em mình vậy đó. Bà hôm nay nó ngủ đi xuống đây hoài, lúc đầu thì con không có nhận lời. Nhưng mà khi quen rồi từ từ dần dần thì mình mới thấy vậy thôi. Dích chút thời gian xuống để đây mình sẵn là trước là quay bà hai. Dạ. Sau là để quay tìm hiểu anh Kiểm chơi. Dạ. Dạ, chứ không có gì. Cái phần đó thiệt là chú có cái tâm đó rộng rãi lắm. Dạ. Cái tâm rất là tốt, biết thương ông bà, cô bác, dạ. Xa gần. Dạ. Như vậy là tôi cũng cảm ơn thành, dạ, thật cảm ơn vạn tạ. Dạ, coi như mình đời trước cũng có duyên ha bà hai. Vậy đó, không có duyên sao giờ mình gặp về đây. Dạ. Nói chung là trong cái Phật pháp, trong cái lời Phật dạy thì coi như là con với bà cũng có duyên. Duyên tiền kiếp, bởi vì ngày hôm nay con gặp được bà ở đây. Hay lắm mà nghe. Dạ. Chứ không phải không hay đâu nghe. Người ta có tướng tá rồi đàng hoàng à. Có tướng tá rồi đàng hoàng mà xứng đâu vừa lứa lắm mà nha. Dạ. Chứ không phải giỡn đâu. Xứng gì? Xứng với mơ hả? Quay phim ăn nghèo đó chị. Chị kìa nè, chị kìa. Xứng rồi, xứng với anh em ha. Chị cắt chết này kìa. Dạ. Ngồi đi, ngồi đi. Quay nghèo đó chị. Chị tức. Còn kêu dẫn vô cho bà hai. Đặng bà bệnh hoạn có tiền mua thuốc hả chị ta? Còn mơ nó kêu hoài luôn á. Nó cứ xuống đây quay bà hai. Tuy ghê không bạn không ơi. Quay cho bà có tiền mua thuốc đồ. Vậy cũng cảm ơn chú rất nhiều. Dạ đâu có gì đâu bà hai ơi. Cảm ơn con nãy giờ cũng nhiều rồi. Cảm ơn từ phương xa chứ không phải nội đây không đâu. Dạ. Ở đâu người ta cũng biết chú rồi hả? Nếu mà vô đây được rồi người ta biết chú rồi. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng bà hai nói đúng. Khi con gửi cái này đến lên cộng đồng mạng thì ông bà cô chú người ta xem người ta sẽ biết đến bà hai.
rộng rãi như là anh Kiểm. Thì anh Kiểm giờ chia sẻ gì chút xíu trên đây anh Kiểm. Sao có cái la bác vậy không? Hả? Thì tại giờ công việc hàng ngày của anh Kiểm là gì? Công việc hàng ngày làm gì? Có sao nói vậy đi. Thường không ha, có làm gì. Thường quá ha. Thường bé mơ quá vô nhìn cái mắt tôi kìa chiều chuộng nó. Không à, nuôi mẹ già rồi nuôi mơ. Không mơ cái anh Kiểm, không mơ cái. Thôi. Không nhớ cái anh Kiểm. Không chịu không? Sao vậy? Cười thấy không? Không chết anh Kiểm. Không quà chứ gì. Gịch cái đầu vô hung cái anh Kiểm. Ông này không tốt nên làm. Hung mờ cái anh Kiểm. Không. Hung chán mờ cái coi. Hung coi. Nó phải vậy mới được chứ sao? Đúng. Phải chạy nước miếng. Ở đây quay chi tóc nha. Nó không phải phần mai à. À, ý em vậy nha. Thôi à. Anh mới xuống đây à. Ồ nó quay ra chỗ anh ấy luôn. Ai vậy đấy là ai? Ông Kẹp bây giờ ở đây anh em mình ngồi ở đây xuống là nói chung là anh muốn gặp bà Hai với anh Kiểm à. Dạ. Ừ. Thì để hôm nào đó mình còn thời gian rộng nữa thì anh sẽ tiếp tục quay lại. Dạ, anh cũng nhờ em giúp cho thằng em Khánh Bình bị bệnh bao tử đó. Dạ. Hồi đó nói chuyện với anh sao ha. Dạ. Dạ. Thì nếu mà thời gian nó còn rộng rãi thì em sẽ lại lâu chút. Tại vì em về tới trên Long Xuyên á. Xa lắm. Để quá rồi chứ em sợ nó không kịp. Dạ. Thấy mời bạn giữ không? Giữ không? Vì ta té ấn cho ta là sáng. Vậy là chú chắc đắt mèo lắm. Anh Hiền. Dạ. Đắt mèo lắm. Mèo là cái gì? Mèo là cái gì vậy ha? Dân tịch. Bác Hai biết, bác Hai nói rồi đó. Bác Hai, bà Hai phân tích con nghe coi mèo là cái gì? Con mèo không biết là cái gì. Con mèo thì cũng biết con mèo thôi chứ. Biết con mèo chèo cây cao có tâm chú chuột cứ đi đường nào. Đó, là tới nữa rồi thấy không? Đó. Gặp mơ. Nhìn nó khen, sao khen ớm rồi đó. Mà ớm em mập vô lắm luôn. Dạ. Ốm gì ốm. Kiểm nuôi khéo quá anh Kiểm. Cho anh Tân nuôi chứ anh Kiểm gì. Anh Kiểm nuôi nữa. Kiểm nuôi cho anh Kiểm nuôi. Coi coi. Cái gì nè, cái gì kìa nè, cái gì đây nè. Cái mít ra, cái mít. Cái. Quay vào, quay vào. Cái này cái gì? Cái này cũng là một cái vật kỷ niệm của một cái người ở phương xa. Dạ. Nó có cái công, có cái công thành. Dạ. À, vào đây. Con mơ kêu đó. Nó quay cho bà Hai không? Anh Tân nó ở đâu mà tôi mà mong mơ kêu hoài trời. Mà nó ngủ không được, nó quay cho bà Hai. Tôi 83 tuổi, tôi không biết cái vụ gì sao. Rồi sao? Thì quay hoàn cảnh cho bà nghèo thành ghế tới bữa nay vô thấy được không? Vậy đàng hoàng tử tế không? Cũng nói hoài nhà bà Hai là nho giáo rồi. Khó lắm bà Hai, khó lắm nha. Bà Hai nho giáo với chuyện đàng hoàng nha. Nói chuyện bậy bạ thôi. Được không? Bà được không? Được. Mà khó lắm được thiệt tình vậy hả Chung? Dạ. Trời ơi đâu đưa hoài ha. Sao đưa cho chú đó dư? Con có này nè. 83 tuổi tôi thành rồng, thành lớn. Hợp không? Dạ. Hợp không? Anh thấy hợp mà. Bà Hai cũng thương em mà đúng không? Cũng thương. Cũng mơ mà. Kiểm chiều chuộng mơ của ta, không nhìn mơ hoài ta. Muốn hùng cái nữa hay gì đây nè. Không đâu có thường đâu. Kiểm nghe nói anh ca cổ hay lắm hả anh Kiểm? Ừ. Cái đó ca cổ, ca cổ hay à. Dạ. Bà Hai cho con mượn là cái mít đó nghe. Mà lấy mít nó gắn bên đây nè. Của em đi qua. Lấy đây nè. Rồi. Em gắn vô anh Kiểm ơi. Gắn vô anh Kiểm đi. Em ca đây. Rồi bữa nay em với anh Kiểm xong ca luôn được không? Không em ca. Sao hả? Bình thường ngoài em cũng ca anh nghe hoài mà. Mắt cỡ sao? Cỡ. Cỡ sao? Ôi ơi. Mình khóc. Sao khóc? Anh Hùng mà nghe. Dạ. Sao khóc? Ổng ca mình ổng nghe. Sao khóc? Ổng tại vì ổng. Dạ cô chú anh chị ơi thì hôm nay Thanh Liêm đã có dịp thì cũng xuống đây để gặp mặt và thăm bà Hai. Thì trước là thăm bà Hai, sau thì bây giờ cũng gặp anh Kiểm trò chuyện và gửi hình ảnh của anh Kiểm đến cho cô chú anh chị xem. Thì theo như lời yêu cầu của cô chú anh chị trên cộng đồng đó là muốn biết mặt anh Kiểm. Như gặp rồi thì bây giờ ngày hôm nay Thanh Liêm cũng đã đến nơi. Quá đẹp. Ok. Cho like coi. Cho like nha, năm mới ăn Tết nha, quản sự nhớ nha. Ừ. Tất cả nha. Rồi. Dạ chào mấy bạn đầu thị chung bây nha. Bây giờ thì em thì lúc trước thì cũng có nghe nói là anh Kiểm biết ca cổ.
Thì hôm nay xuống đây thì được gặp anh Kiểm thì xin anh Kiểm gửi đến cho cô chú anh chị trên cộng đồng một bài ca cổ nào mà anh Kiểm thấy mà mình thuộc mà hay nhất đó, thì anh Kiểm gửi đến một để làm kỷ niệm. Được không anh Kiểm? Một quả đào. Được không? Rồi để anh Kiểm giới thiệu luôn đi. Biết bài gì không mà giới thiệu? Một quả đào đi. Thôi để anh Kiểm tự giới thiệu bài hát, Kiểm tự chọn đi. Một quả đào đi. Thật bùi, thật ngọt nha. Rồi em cảm ơn anh Kiểm. Rồi bắt tay anh Kiểm cái. Rồi. Hai là em dạ. Không, cũng đến sự của mơ giới thiệu dạ. Có bà già dạ. 83 tuổi dạ. Thấy không? Dạ. Đến giúp trong gia đình của bà già dạ. Thấy không? Dạ.